Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Đại hội 13, cuộc đua tranh giành ghế thủ tướng nhiệm kỳ 2021 và 2026. Trước khi nói đến các trận so găng ở đại hội đảng sắp tới, xin điểm lại một số sự kiện đáng chú ý xảy ra hơn 30 năm vừa qua. Ngày 10 tháng 3 năm 1988, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Thủ tướng Phạm Hùng chết đột ngột ở độ tuổi 76. Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công ký quyết định cử ông Võ Văn Kiệt, Phó Chủ tịch Thường trực giữ quyền Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, tức quyền Thủ tướng, chờ Quốc hội bầu Chủ tịch mới. Các lãnh đạo phe cánh miền Nam tin chắc rằng ông Kiệt sẽ được Quốc hội phê chuẩn trong kỳ họp tới làm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kế nhiệm. Thế nhưng trong kỳ họp thứ 3 hồi tháng 6 năm 1988, nhiều đại biểu Quốc hội miền Nam bất ngờ ngạc nhiên khi người được đề cử chính thay thế ông Phạm Hùng là ông Đỗ Mười, không phải là ông Võ Văn Kiệt. Đây đó có những sầm xì rằng Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh không ưa ông Kiệt, cho nên Ban chấp hành Trung ương Đảng dưới sự dẫn dắt của ông Linh đã giới thiệu ông Đỗ Mười, vậy là nổ ra phân hóa tranh cãi. Phía Nam đấu tranh cho ông Kiệt, phía Bắc đứng về ông Đỗ Mười. Ban Bí thư Trung ương phải nhóm họp khẩn cấp, đồng ý giới thiệu hai ông để Quốc hội bỏ phiếu chọn một. Ông Võ Văn Kiệt biết bài dân chủ giả hiệu một mực xin rút, nhưng không được. Đây là lần duy nhất ghế tứ trụ có hai ứng viên cùng tranh cử. Chiều ngày 22 tháng 6 năm 1988, Quốc hội bỏ phiếu kết quả ông Đỗ Mười đắc cử với 63% số phiếu. Đại hội 7 diễn ra tháng 6 năm 1991, ông Đỗ Mười lên làm Tổng Bí thư nên ông nhả cái ghế Thủ tướng cho ông Võ Văn Kiệt. Từ đó ghế Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng được chia đều cho ba miền Bắc, Trung, Nam. Chính phủ thời ông Võ Văn Kiệt cũng không ít sóng gió, bộ đôi Mười Kiệt cũng chẳng đoàn kết gì. Thêm ông cố vấn Nguyễn Văn Linh đi đâu cũng phát biểu bêu xấu ông Võ Văn Kiệt, chỉ trích phu nhân thủ tướng bà Phan Lương Cầm buôn lậu tham nhũng. Từ năm 1992, cố vấn Nguyễn Văn Linh đã luôn thọc gậy phá ông Võ Văn Kiệt. Đỉnh điểm là vụ ông Đỗ Mười nghe theo ông Linh cho khởi tố bắt giam Ủy viên Trung ương, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Vũ Ngọc Hải trong vụ án đường dây 500kV Bắc Nam sau đó không lâu. Vũ Ngọc Hải là người của ông Kiệt, đã bị bắt và bị kết tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, lãnh án 3 năm tù giam. Ông Hải ở tù nhưng được đích thân Thủ tướng và 28 Bộ trưởng Thứ trưởng vào thăm. Bị kết án 3 năm nhưng Hải chỉ ở tù 1 năm thì được ân xá. Đầu năm 1996, việc sắp xếp nhân sự cho Đại hội Đảng 8 cũng khá rắc rối. Dự tính ba ông Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt sẽ rút lui nhường ghế cho những người trẻ hơn. Nhân vật được cố vấn Nguyễn Văn Linh và trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng Lê Phước Thọ tích cực vận động để ngồi vào ghế Thủ tướng thay ông Kiệt là Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư Nguyễn Hà Phan. Cả ông Đỗ Mười và ông Lê Đức Anh cũng ủng hộ ông Phan, trong khi đó ông Võ Văn Kiệt muốn Phó Thủ tướng Phan Văn Khải là người kế nhiệm. Phe ông Võ Văn Kiệt cho rằng Nguyễn Hà Phan quyết đấu để giành ghế Thủ tướng, công kích ông Kiệt, ông Khải nên ra tay trước. Vụ án Nguyễn Hà Phan làm gián điệp phản động được phe ông Kiệt thu thập tang chứng vật chứng hoàn hảo. Ngày 17 tháng 4 năm 1996, trước khi Đại hội 8 khai mạc 2 tháng, Ban chấp hành Trung ương Đảng họp biểu quyết khai trừ ông Nguyễn Hà Phan ra khỏi Đảng. Vụ án Nguyễn Hà Phan cho thấy các cuộc tranh giành quyền lực diễn ra trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam ở mức độ tàn khốc, một mất một còn. Tuy vẫn giữ nguyên chức vụ sau Đại hội 8, nhưng ba ông Mười Anh Kiệt chuẩn bị rút lui, chiếc ghế Thủ tướng vẫn là điều trăn trở với ba ông. Cả ba ông muốn đưa Nguyễn Tấn Dũng lên làm Thủ tướng, tuy nhiên khi thăm dò phiếu ở Ban chấp hành Trung ương cho cương vị này, ông Dũng chỉ nhận được một lượng phiếu tín nhiệm rất thấp. Tháng 7 năm 1997, tại kỳ họp Quốc hội khóa 10, chức Chủ tịch nước được giao cho ông Trần Đức Lương, chức Thủ tướng dĩ nhiên thuộc về Phó Thủ tướng đương nhiệm Phan Văn Khải. Ngày 31 tháng 12 năm 1997, trong phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 4, Đỗ Mười chính thức bàn giao chức Tổng Bí thư cho tướng Lê Khả Phiêu. Ba ông Mười Anh Kiệt ra khỏi Ban chấp hành Trung ương và trở thành cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng.
Đại hội 9 diễn ra tháng 4 năm 2001. Tiều phu Nông Đức Mạnh thay ông Lê Khả Phiêu ở vị trí Tổng Bí thư, ông Phan Văn Khải được tín nhiệm tái đắc cử Thủ tướng. Hai nhiệm kỳ Thủ tướng của ông Khải xem ra bình an hơn ông Kiệt rất nhiều, mặc dù ông làm với hai đời Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và Nông Đức Mạnh. Dù không gặp nhiều sóng gió nhưng không phải là không bị phe đảng của một số khác trong Bộ Chính trị công kích, phê bình, chỉ trích trong việc điều hành chính phủ cũng như những chuyện bê bối của con trai ông. Nạn tham nhũng, lộng quyền, hư hỏng của cán bộ dưới quyền cũng làm giảm đáng kể uy tín của ông Khải trong nhiệm kỳ thứ hai. Vụ PMU-18 nổ ra ngay trước thềm đại hội đảng lần thứ 10 tháng 4 năm 2006. Hai ứng viên Ban Chấp hành Trung ương bị đánh bật ra, Nguyễn Việt Tiến bị bắt giam, Cao Ngọc Oánh bị điều tra, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đào Đình Bình phải mất chức. Một bầu không khí u ám trong sắp xếp nhân sự Trung ương. Ông Phan Văn Khải sẽ nghỉ hưu ở tuổi 73. Phe miền Bắc có lý luận muốn đưa Phó Thủ tướng Vũ Khoan vào Bộ Chính trị để nắm Thủ tướng, nhưng không ổn. Tính tới tính lui, ông Khoan không đủ tiêu chuẩn, lại ở tuổi 69, hết tuổi ứng cử. Hơn nữa, thế lực ông Nguyễn Tấn Dũng quá mạnh, đã ở trong Bộ Chính trị hai khóa, nên Vũ Khoan đành tiếc nuối, giã từ chính trường. Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng lên thay ông Phan Văn Khải. Tân Thủ tướng cùng Tổng Bí thư tái đắc cử Nông Đức Mạnh răng chắc tạo thành một đôi song kiếm hợp bích. Những cú đấm ngàn tỷ cùng các đại dự án lên đến hàng chục ngàn tỷ đã trở thành đống phế liệu phơi mưa phơi nắng, nợ công ngập mặt. Không ai kiểm soát quyền lực, từ đây tệ nạn tham ô cửa quyền mua quan bán chức hư hỏng suy đồi tạo thành dây chuyền trong hàng ngũ quan chức cao cấp. Nhóm lợi ích thị trường sao và vạch, bọn ăn tàn phá hoại cấu kết với nhau, bắt đầu phá nát nền kinh tế quốc gia. Đại hội 11 diễn ra vào tháng 1 năm 2011, với vây cánh quá mạnh, phe nhóm áp đảo trong Trung ương đã đưa ông Nguyễn Tấn Dũng tái đắc cử nhiệm kỳ Thủ tướng lần thứ hai. Thế nhưng, Nguyễn Tấn Dũng sẽ phải vất vả chống đỡ trong suốt cả khóa, bởi một người quyết tâm kiểm soát quyền lực của ông đã ghìm cương con ngựa bất kham, đó chính là sĩ phu Bắc Hà Nguyễn Phú Trọng. Dù không phế truất được Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị Trung ương 6 vào tháng 12 năm 2012, nhưng bản luận tội đã lột trần chân dung của Thủ tướng trước Bộ Chính trị Trung ương. Rồi 3 năm sau, giáo sư Nguyễn Phú Trọng đã hạ knock out loại Nguyễn Tấn Dũng vĩnh viễn viễn ra khỏi cuộc chơi quyền lực tại Đại hội 12 tháng 1 năm 2016. Trước đó, hồi tháng 1 năm 2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kéo Nguyễn Bá Thanh ra Hà Nội nắm giữ Ban Nội chính Trung ương. Toan tính của ông Trọng là đưa Thanh vào Ủy viên Bộ Chính trị trong kỳ bầu bổ sung tại Hội nghị Trung ương 7 diễn ra vào tháng 5 năm 2013, để sau đó sẽ đưa Thanh về Nhà Xanh thay thế cho Nguyễn Tấn Dũng ở Đại hội 12. Nhưng người tính không bằng trời tính. Hai quân bài mà Nguyễn Phú Trọng đích thân nâng đỡ là Nguyễn Bá Thanh và Vương Đình Huệ không đủ số phiếu vào Bộ Chính trị trong Hội nghị Trung ương 7, Đại hội 11. Kỳ vọng của ông Nguyễn Phú Trọng cũng như giấc mơ ngồi vào chiếc ghế cao nhất ở Phủ Thủ tướng của Nguyễn Bá Thanh đã tan thành mây khói khi ông Thanh bị đầu độc phóng xạ vào tháng 9 năm 2014 và qua đời vào đầu năm 2015. Người được quy hoạch vào ghế Thủ tướng kế nhiệm Nguyễn Tấn Dũng trong Đại hội 12 là Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Từ trước Hội nghị Trung ương 10 khóa 11 tháng 1 năm 2015, nhân chuyện Nguyễn Bá Thanh bị nhiễm xạ và tử vong, trang blog chân dung quyền lực đã liên tục tấn công ông Nguyễn Xuân Phúc một cách dày đặc. Dư luận đồn đoán chủ nhân của chân dung quyền lực là những cá nhân ở cơ quan an ninh tình báo Bộ Công an. Mục đích chân dung quyền lực muốn đạt được là đánh bật Nguyễn Xuân Phúc ra khỏi Bộ Chính trị khóa tới, loại ông khỏi vị trí ứng viên nặng ký cho chức Thủ tướng Chính phủ, tạo cơ hội chạy đua cho một số người khác. Đại hội 12 diễn ra hồi tháng 1 năm 2016, Nguyễn Tấn Dũng ngậm ngùi từ giã chính trường về làm người tử tế. Ông Nguyễn Xuân Phúc tái trúng cử Bộ Chính trị. Chiều ngày 6 tháng 4 năm 2016, Quốc hội đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng với Nguyễn Tấn Dũng.
Sáng ngày 7 tháng 4 năm 2016, tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ra mắt Quốc hội và nhậm chức ngồi vào ghế Thủ tướng nhiệm kỳ 2016-2021. Nguyễn Tấn Dũng kịp dặn dò ông Phúc đôi điều bên hành lang rồi xách cặp về vườn. Điểm qua những kỳ đại hội đảng gần nhất như thế để thấy sự khốc liệt của những cuộc đua vào những cái ghế trong chính trường Việt Nam. Chiếc ghế thủ tướng lúc nào cũng nóng hơn bao giờ hết. Nó là đích ngắm tranh giành của các đối thủ chính trị. Những cuộc tấn công không khoan nhượng, thuyết âm mưu cùng toan tính chính trị luôn là cuộc đua ác liệt. Yêu thương đoàn kết chỉ là khẩu hiệu suông, ẩn bên trong là sát phạt, thậm chí là tiêu diệt đồng chí của nhau để giành cho bằng được chiếc ghế quyền lực nhất và bổng lộc nhất nhì trong bộ máy cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chỉ còn ít tháng nữa, Đại hội 13 sẽ khai mạc. Những cuộc đấu đá để tranh giành ghế vào bộ chính trị đã nóng lên từng giờ. Ai sẽ về đích trong cuộc đua tam trụ? Ai sẽ giành được ghế thủ tướng khóa 13 nhiệm kỳ 2021-2026? Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra trung tuần tháng Giêng năm 2021. Từ bây giờ tới khi đại hội diễn ra sẽ có những màn đấu đá thanh trừng phe phái quyết liệt trong đảng để tranh giành các vị trí chủ chốt. Đồn đoán trong giới phân tích chính trị cho rằng Đại hội 13 sẽ quay về lại truyền thống tứ trụ như trước đây, sẽ không còn việc Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước nữa mà hai ghế đó sẽ do hai người đảm nhận. Lý do là các nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam muốn cấu trúc toàn quyền, quyền lực trong hệ thống chính trị Việt Nam khác đôi chút so với Đảng Cộng sản Trung Quốc và Bắc Hàn. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Hiến pháp Việt Nam cũng quy định hai chức danh này riêng biệt và hai vị trí quyền lực nhất là Tổng Bí thư và Thủ tướng. Ở chức danh Tổng Bí thư, nghiên cứu kỹ quy định 214 được cho là cụ thể hóa nghị quyết số 26, nghị quyết trên TVK ngày 19 tháng 5 năm 2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng mà ông Nguyễn Phú Trọng ký thay thế quy định 90, có vẻ như ông Trần Quốc Vượng nắm chắc vị trí ứng viên số 1. Ông Vượng đáp ứng tiêu chí bất thành văn, người Bắc có lý luận, từng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo cao cấp. Ông Vượng đang làm tốt, minh chứng được mình có năng lực chỉ đạo chuẩn bị, xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đặc biệt là người kế nhiệm cán bộ chủ chốt như quy định 214 đề ra. Với chức danh Thủ tướng Chính phủ, hơn 30 năm trở lại đây đều do chính trị gia kinh qua hai khóa Ủy viên Bộ Chính trị nắm giữ. Mặc dù cả quy định 90 lẫn 214 đều mở, chỉ cần kinh qua một nhiệm kỳ Ủy viên Bộ Chính trị, nhưng thực tế đòi hỏi khắt khe hơn nhiều. Do vậy, ông Nguyễn Phú Trọng đưa Vương Đình Huệ về Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội là vô cùng phù hợp, toan tính của ông Trọng đúng nghĩa và gửi gắm đặt niềm tin vào Vương Đình Huệ, như lời phát biểu của ông Trần Quốc Vượng hôm 7 tháng 2 năm 2020 khi ông Huệ nhậm chức tân Bí thư Hà Nội thay cho Hoàng Trung Hải. Ông Huệ rớt Bộ Chính trị tại Hội nghị Trung ương 7 khóa 12, chân ướt chân ráo vào Bộ Chính trị khóa 13. Ông cũng đảm nhiệm chưa chọn một nhiệm kỳ Phó Thủ tướng, cho nên việc qua mặt các đàn anh sừng sỏ để ngồi vào ghế Thủ tướng là vô cùng không thuyết phục. Và thêm nữa, chức vụ Phó Bí thư Hà Nội là nơi thể hiện bản lĩnh, khẳng định vai trò chứ không phải là để tráng men rồi quay ngược về để nắm chính phủ. Niềm tin gửi gắm mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành cho Vương Đình Huệ là một sắp đặt khác trong tương lai gần. Chính trường Việt Nam luôn chứa đựng nhiều ẩn số. Các kỳ đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn có gay cấn vào phút chót. Vì vậy sẽ không có bất ngờ nếu như một ngày ông Huệ sẽ ngồi vào ghế Tổng Bí thư. Phân tích trên cho thấy Vương Đình Huệ sẽ không tham gia cuộc đua vào ghế Thủ tướng. Theo dự kiến, kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14 sẽ nhóm họp sắp tới. Kỳ họp này chia thành hai đợt. Đợt 1 họp trực tuyến từ 20 tháng 5 đến 30 tháng 5 năm 2020. Đợt 2 họp tập trung vào 10 tháng 6 đến 19 tháng 6 năm 2020. Trong kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiến hành miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ của ông Vương Đình Huệ. Như vậy, chức danh Thủ tướng Chính phủ chỉ còn hai ứng viên sáng giá, hoặc ông Nguyễn Xuân Phúc ngồi lại thêm một nhiệm kỳ nữa, hoặc là đôn Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình lên thay.
Ông Bình là thành viên Ban Bí thư khóa 11, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa 12. Nhiệm kỳ Thủ tướng 2016 đến 2021 của ông Phúc, người khen được nhiều, kẻ chê cũng không ít. Ông Phúc điều hành chính phủ có vẻ thuận lợi và xuôi chèo mát mái hơn nhiệm kỳ 2 của tiền người tiền nhiệm là ông Nguyễn Tân Dũng 2011 đến 2016. Kinh tế, chính trị, xã hội được cho là ổn. Ông Phúc làm vừa lòng ông Trọng và được ông Trọng gián tiếp khen ngợi. Giải quyết tốt sự cố Formosa và đại dịch virus Vũ Hán là điểm cộng dành cho ông Nguyễn Xuân Phúc. Những con số sau cũng làm cho ông Phúc nở mày nở mặt. Năm 2017, GDP bình quân đầu người của Việt Nam tăng lên mức 2.300 đô la. Năm 2018, con số là 2.500 đô la và năm 2019 được khoảng 2.800 đô la đến 3.000 đô la trên một đầu người. Hạn chế của ông Nguyễn Xuân Phúc được bàn cãi nhiều là vấn đề tư duy và ngoại ngữ. Đó đây, có ý kiến cho rằng Ngài Thủ tướng ăn nói bốc đồng, thiếu bình tĩnh, thiếu chiều sâu, cái gì ông cũng đầu tàu, quyết liệt, trung tâm. Nếu như tại Hội nghị Trung ương 12 nhóm họp tới đây, ông Nguyễn Xuân Phúc được Trung ương giữ lại để ngồi vào ghế Chủ tịch nước, thì nhân sự đặc biệt quá tuổi sẽ gồm có 3 người, đó là ông Trần Quốc Vượng, Nguyễn Xuân Phúc và Trương Hòa Bình. Cũng không phải là không có những fan nhất định dành tình cảm khả quan cho các ứng viên khác trong cuộc chơi quyền lực này, nhưng nhìn chung cơ hội dành cho những vị trí là không cao. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, đương kim Chủ tịch Quốc hội, không giành được sự ủng hộ cao trong Trung ương. Nhiều ý kiến tuổi 67 của ứng viên phụ nữ là quá già. Thêm nữa, họ cho rằng nữ kiệt xứ Dừa chưa đủ tầm để làm thủ tướng. Việc giữ bà Ngân ở lại một nhiệm kỳ nữa rất khó xảy ra. Tháng 4 năm 2018, bà Ngân gây phẫn nộ dư luận xã hội khi cho rằng Bộ Chính trị đã kết luận rồi, Quốc hội phải bàn cho ra luật đặc khu. Sau một thời gian vắng bóng, cuối tháng 3 năm 2020, bà Ngân xuất hiện trở lại. Có điều, ngoài kiểu tóc mới, lại có một dung nhan khác lạ. Dấy lên tin đồn đại là bà Ngân chỉnh sửa sắc đẹp và bị lỗi. Dường như lời đồn đó có lý, do khi những hình ảnh mà báo chí đăng về bà gần đây toàn dùng ảnh cũ hoặc chụp thật xa. Mới đây, bà Ngân đề nghị cần nghiên cứu theo hướng thành lập Bộ Thanh niên Thể thao trên cơ sở Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Theo bà Ngân, Bộ trưởng Bộ Thanh niên Thể thao sẽ do Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn làm Bộ trưởng. Bộ máy hành chính cồng kềnh ngốn không biết bao nhiêu là tiền thuế của dân, vậy mà bà Ngân lại cứ muốn tìm cách xài thêm tiền. Một nhân vật khác cũng được các nhà quan sát cho rằng có tham vọng tranh ghế thủ tướng, đó là ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nhân sinh năm 1953, năm 2021 sẽ chạm tuổi 68. Ông Nhân từng ngồi ghế phó thủ tướng khóa 11 trong 3 năm, tháng 7 năm 2010 đến tháng 11 năm 2013, nhưng ông không để lại dấu ấn gì, nếu không nói là khá nhạt nhòa. Ở vị trí chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc, ông cũng không nổi trội. Thay Đinh La Thăng làm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng không có gì là xuất sắc. Từng học các khóa đào tạo khác nhau ở Đại học Harvard và Đại học Oregon, nhưng ông Nguyễn Thiện Nhân về lý thuyết nhiều hơn hành động, không nổi bật về kỹ trị, xa rời với quần chúng và lúng túng trong giải quyết vấn đề Thủ Thiêm cũng là điểm trừ đối với ông Nguyễn Thiện Nhân. Ông Nguyễn Thiện Nhân khó có được cơ hội được Trung ương xếp vào nhân sự đặc biệt để chen chân vào tứ trụ. Một cái tên khác cũng cần được nhắc đến là Nguyễn Văn Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương cũng là một cái tên được nhắc đến. Ông là cựu thống đốc Ngân hàng Nhà nước, từng được tạp chí Global Finance và có uy tín quốc tế về phân tích tài chính liệt vào nhóm 20 thống đốc có thành tích điều hành tệ nhất thế giới vào hồi tháng 8 năm 2012. Đã có lúc dư luận lộ lên rằng ông Bình có thể phải chịu số phận vinh quang và cay đắng như Đinh La Thăng, bởi lẽ ông là cánh tay mặt của Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng. Đầu năm 2017, cựu ủy viên Trung ương, cựu bí thư tỉnh ủy Vĩnh Long, ông Trịnh Văn Lâu có thư kiến nghị gửi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị. Ông Long yêu cầu cách tất cả các chức vụ trong đảng của Nguyễn Văn Bình, điều tra truy tố và xét xử công khai với nhiều tội danh. Cùng lúc hàng loạt xếp to ngân hàng và quan chức liên đới bị tống giam,
Cả Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đặng Thanh Bình, cấp phó của ông Nguyễn Văn Bình cũng bị khởi tố và lãnh án. Thế nhưng ông Bình ruồi vẫn bình an vô sự, thoát hiểm một cách ngoạn mục. Để xả xui, Nguyễn Văn Bình đi phẫu thuật tẩy nốt ruồi to dưới khóe mắt vào tháng 1 năm 2020. Giữ được ghế Ủy viên Bộ Chính trị tại Đại hội 13 đã là khá vất vả cho ông Bình tẩy. Cho nên, chạy đua vào ghế Thủ tướng là điều không thể và xa vời đối với Nguyễn Văn Bình. Đó cũng là lý do mà ông Trương Hòa Bình, ứng viên ghế Thủ tướng, liên tục bị tấn công. Cơ chế vận hành phức tạp ở Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam rất khó hiểu. Người được khen ngợi chắc xuất có khi bị đánh bật ra khỏi phó đài trong hiệp cuối cùng. Người bị cho là dưới cơ, bị chỉ trích, bôi nhọ, chê bai, đôi khi lại là người giành chiến thắng áp đảo trong cuộc chơi. Chiếm đoạt, tranh giành, chuyển giao là đặc thù trong trò chơi, với âm mưu của thủ đoạn khốc liệt trong các thiết chế thang bậc khác nhau, chỉ gây tò mò, kích thích thoáng qua với dân chúng. Ai thắng mặc kệ, điều nhân dân cần là Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ thay đổi kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa như thế nào, khi nào thì thoát chung và làm thế nào để chế độ có thể bền vững và thật tự do dân chủ, trong khi người dân đứng ngoài trò chơi vương quyền. Đó là những câu hỏi được đặt ra hiện chưa thể tìm có được câu trả lời. Cuộc chiến chống virus 19 có vẻ như đã được dẹp yên khi nhiều ngày qua tại Việt Nam không ghi nhận thêm ca nhiễm virus Vũ Hán nào mới. Tình hình được kiểm soát với chỉ 270 trường hợp dương tính và không có ca tử vong nào, một thành tích kỷ lục của thế giới. Các chuyến bay nội địa đã được phép nối lại từ thứ Năm và biện pháp giãn cách xã hội đã được dỡ bỏ tại hầu hết các nơi, trừ vài huyện ở Hà Nội. Nhưng giới chức Việt Nam đã có sẵn một cuộc chiến khác còn khốc liệt hơn virus Vũ Hán để lao vào, đó là cuộc đua vào Đại hội 13. Cuộc tranh giành quyền lực ở Việt Nam bước vào giai đoạn quyết liệt. Một câu hỏi lớn mang tính quyết định đến việc lựa chọn những vị trí quyền lực nhất là liệu Đảng Cộng sản Việt Nam có tiếp tục theo đuổi việc hợp nhất chức danh Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước như hiện nay hay không, hay quay về với mô hình tứ trụ truyền thống. Sau khi nhà sáng lập Hồ Chí Minh qua đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tránh việc tập trung quyền lực bằng cách chia quyền lãnh đạo cho tứ trụ, tức là bốn vị trí quyền lực nhất là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, 76 tuổi, đã kiêm thêm chức Chủ tịch nước vào tháng 10 năm 2018 sau khi cái chết của Trần Đại Quang đột ngột qua đời ở tuổi 61. Ban đầu được coi là giải pháp tạm thời, nhưng như vậy đã tạo ra tình huống tương tự như ở Trung Quốc, nơi ông Tập Cận Bình giữ một lúc hai chức Chủ tịch nước và Tổng Bí thư của Đảng. Tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải, nghiên cứu viên Trung tâm Tương lai Chính sách Khoa Nhân văn và Xã hội học Đại học Queensland, Úc cho rằng, dẫu hiện tại đang đặt các vấn đề về việc kiểm soát quyền lực, nhưng xét về các yếu tố về sự ủng hộ trong Đảng, thì mô hình kiêm nhiệm hai chức danh này có phần được ủng hộ. Ông Hải cũng lưu ý rằng vấn đề về một người vừa nắm chức Tổng Bí thư vừa làm Chủ tịch nước đã được đặt ra từ Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 8, thứ 9, và tuy nhiên khi đó chưa hội đủ điều kiện về thiên thời địa lợi nhân hòa như lần này. Theo tiến sĩ Hải, tuy nhiên việc hợp nhất không chỉ đòi hỏi người đảm nhận chức vụ đó cả về uy tín lẫn năng lực, thì bộ máy giúp việc cũng phải rất rành giỏi, đòi hỏi sự phối hợp rất nhuần nhuyễn trong các bộ máy này để chức trách có mỗi chức vụ khác nhau, tránh không bị nhầm lẫn về chức năng và cách điều hành của từng vị trí. Giới quan sát nhận định hiện nay có 3 ứng viên nổi lên cho chức Tổng Bí thư là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, 65 tuổi, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, 66 tuổi, người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo cơ quan này là Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, 67 tuổi. Nếu quay lại với mô hình truyền thống, nghĩa là 4 vị trí tứ trụ do 4 ủy viên Bộ Chính trị khác nhau đảm nhận, thì ông Trần Quốc Vượng có nhiều lợi thế để trở thành Tổng Bí thư, bởi ông là người hiện ở vị trí quyền lực thứ 4 trong Đảng, sau khi ông Trọng đảm nhiệm luôn cả 2 vị trí Chủ tịch nước vào tháng 8 năm 2018. Ông cũng từng đảm nhiệm vị trí phù hợp với chức danh lãnh đạo Đảng. Ở vị trí này, quy định về tuổi tác cũng có thể được áp dụng với trường hợp ngoại lệ. Hồ sơ của ông Vượng cũng rất sạch sẽ, có thể được coi là trong sạch, và ông cũng là phụ tá cho ông Trọng kể từ sau tin đồn đột quỵ.
Ông Vượng có thể tạm coi là người tương đối quyết liệt nếu như ông Trọng bật đèn xanh trong một số trường hợp chống tham nhũng. Nhưng bản lĩnh của ông Vượng như thế nào vẫn là một vấn đề cần theo dõi khi ông Vượng chưa hề qua cấp lãnh đạo địa phương. Ông Vượng chỉ là một cán bộ văn phòng trung ương, rồi một thời gian qua làm bên kiểm sát và chưa thể thấy ông thể hiện như thế nào trong các vấn đề đa dạng và phức tạp của đất nước, đặc biệt là lĩnh vực đối ngoại hay điều hành về kinh tế. Trong khi đó, nếu như tiếp tục giữ mô hình Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước như hiện nay, đương kim Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ có lợi thế hơn nhiều. Xét về lợi thế từ cách thức thể hiện năng lực điều hành, xử lý vấn đề, ông Nguyễn Xuân Phúc là ứng viên sáng giá. Theo tiến sĩ Hải, thành tựu kinh tế của Việt Nam trong nhiệm kỳ hiện nay, đặc biệt là trong năm 2019 vừa qua, cũng như sự thể hiện của ông Phúc qua trong các hoạt động đối ngoại thời gian qua đã cho thấy điều đó hơn nữa. Kể từ khi ông Nguyễn Phú Trọng bị lâm bệnh ở xứ Kiên Giang đến nay, khiến cho ông không còn tham dự các sự kiện, thì ông Phúc đã đứng ra gần như điều hành, chỉ đạo những vai trò thuộc các lĩnh vực như quốc phòng, công an, vốn do Tổng Bí thư đảm trách. Thủ tướng Phúc nổi bật như gương mặt đại diện của Việt Nam trên thế giới, gặp gỡ các nhà lãnh đạo từ Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ. Ông tỏ ra như một người lãnh đạo đất nước, xử lý các vấn đề đối nội và đối ngoại kể từ tháng 4 năm ngoái. Theo tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải, với tất cả những kinh nghiệm như thế, cũng như với việc sang năm ông Phúc ở tuổi 67, độ tuổi không phải là quá cao, đồng thời bằng quan sát cũng thấy ông Phúc đủ điều kiện về sức khỏe để đảm trách được công việc của một Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước. Nhưng việc làm thủ tướng của ông bị coi là có phần bá xạo khi luôn khai vống lên các con số để làm cho tình hình kinh tế đất nước luôn nổi bật. Tỷ lệ tăng trưởng GDP luôn cao cho dù suốt năm qua chả có công trình nào được phát triển. Tính đến tháng 9 năm 2019, còn khoảng 500.000 tỷ trái phiếu chính phủ bị đọng lại trong khi phải trả lãi rất cao. Giải ngân vốn ODA chỉ đạt 2,5% số doanh nghiệp giải thể nhiều. Vậy thì tại sao lại có được con số tăng trưởng đẹp như vậy? Nó chỉ có thể giải thích rằng nó đã được làm giả. Ông Phúc còn bị quê kết, có sân sau, có đàn em đệ tử và gây ra nhiều vấn đề phức tạp như dự án chống ngập ở Sài Gòn lên đến 10.000 tỷ đồng. Trong đó, con rể ông Phúc là Vũ Chí Hùng có can dự. Ngân hàng Quốc gia đã bơm vào cho Trung Nam Group để thực hiện dự án chống ngập lên đến 3.000 tỷ. Đây là biểu hiện rõ nét nhất về việc ông Phúc chả kém gì ông Dũng khi con cái cũng tham nhũng về vấn đề tiền bạc. Còn về khả năng trở thành nữ tổng bí thư đầu tiên của Chủ tịch đương nhiệm Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, chuyên gia Lê Hồng Hiệp thuộc ISEAS ở Singapore nhận định Việt Nam chưa sẵn sàng có một tổng bí thư là phụ nữ. Cũng không thể bỏ qua tầm quan trọng của địa lý, sự kình địch như trong thời chiến giữa thủ đô Hà Nội và trung tâm thương mại miền Nam thành phố Hồ Chí Minh luôn dai dẳng. Vị trí cao nhất là tổng bí thư luôn thuộc về một nhân vật miền Bắc hoặc miền Trung. Bà Ngân lại đến từ miền Nam. Trong kỳ đại hội 2016, thủ tướng lúc đó là Nguyễn Tấn Dũng, người miền Nam, được cho là ứng viên nặng ký cho chức tổng bí thư, nhưng ông Dũng buộc phải rút lui trở về làm người tử tế. Tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải cho rằng bà Ngân sẽ phù hợp với vị trí thủ tướng bởi bà có kinh nghiệm điều hành quốc hội. Bà cũng từng là thành viên chính phủ phụ trách lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội hay thứ trưởng Bộ Tài chính, cũng như từng kinh qua kinh nghiệm từ cơ sở. Tuy nhiên, bà Ngân cũng không giành được sự ủng hộ toàn hoàn toàn vì vẫn có ý kiến cho rằng bà chưa đủ tầm để làm thủ tướng. Ngoài ra, ứng viên trên ông Phạm Minh Chính, trưởng ban tổ chức trung ương được The Diplomat đánh giá là một ứng viên trẻ tuổi với thành tích mạnh mẽ trong lĩnh vực cải cách kinh tế và hành chính. Ông đạt được thành tích này khi làm bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh, một trong những tỉnh giàu nhất đất nước. Mặc dù thế, ông sẽ chỉ hoàn thành một nhiệm kỳ thành viên Bộ Chính trị vào năm 2021. Chức vụ hiện tại của ông cũng có thể là một điểm yếu. Chưa bao giờ có một tổng bí thư mà trước đây từng làm trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng. Có một logic rõ ràng trong điều đó vì một người như vậy sẽ được coi là quá nhiều quyền lực khi giữ chức vụ cao nhất và đồng thời nắm giữ tất cả các hồ sơ nhân sự cao cấp của Đảng,
Đó là trường hợp gần giống như một nhân vật Liên Xô khét tiếng, Lavrenty Beria. Bên cạnh đó, việc ông Chính không thể thuyết phục và đưa ra dự án luật đặc khu kinh tế mà đã gây ra cuộc biểu tình bạo lực ở Việt Nam hồi năm ngoái sẽ giảm đi uy tín của ông. Chức vụ Thủ tướng được dự đoán với nhiều ứng viên tiềm năng. Nếu như mục tiêu của Hà Nội là giữ khoảng cách với Bắc Kinh và xích lại gần với Washington, thì theo một số người, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh thích hợp cho chức Thủ tướng, hoặc là Chủ tịch nước. Ông Minh là người miền Bắc, dường như là thiên về Trung Quốc, nhưng thông thạo tiếng Anh, có bằng thạc sĩ luật và ngoại giao của trường đại học Tufts, Hoa Kỳ. Ông Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy Hà Nội, và ông Nguyễn Văn Bình, cựu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, cũng được nêu ra trong chức Thủ tướng. Khi được hỏi về dự đoán trước đây của một số nhà quan sát liên quan đến khả năng ông Nguyễn Thiên Nhân trở thành Thủ tướng, tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải cho rằng điều này là khó. Ông nói sẽ ít người ủng hộ việc ông Nhân trở thành Thủ tướng bởi vì nhìn vào thành tích của ông khi còn là Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, rồi Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hay ngay cả khi ông vào Thành phố Hồ Chí Minh đảm nhiệm chức Bí thư Thành ủy, thì chúng ta thấy ông là người ôn hòa và không quyết liệt. Trong khi đó, với tăng trưởng GDP ở mức 7,2% như năm 2019, thì việc trong những năm tới duy trì đà tăng trưởng cao hơn hay ít nhất không thấp hơn mức đó là rất khó. Điều này đòi hỏi Thủ tướng phải là người rất năng nổ, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành. Thứ hai, vị trí Thủ tướng hiếm khi được chọn từ những trường hợp đặc biệt về tuổi. Trong khi sang năm 2021, ông Nguyễn Thiên Nhân đã ở tuổi 68, nên nếu như không đảm nhận chức vụ trong đảng thì sẽ rất khó vượt qua quy định về giới hạn độ tuổi. Một vấn đề cũng gây tranh luận không kém, đó là liệu đương kim Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chịu từ giã chính trường hay chưa? Một số chuyên gia cho rằng thời của ông Trọng còn lâu mới kết thúc, dù tuổi cao và bệnh tật, ông có thể duy trì cả hai chức vụ. Việc đưa các quy định mới về thay đổi lãnh đạo hồi tháng Giêng tham gia hội nghị đánh giá tình hình dịch virus Vũ Hán đã củng cố thêm tin đồn về việc ông Trọng sẽ vẫn tại vị. Một số người nói rằng sự hiện diện liên tục của ông Trọng sẽ góp phần ổn định chính trị, nhưng nó cũng có nghĩa là tứ trụ vẫn giảm xuống còn tam trụ để cho ông Trọng tiếp tục thâu tóm quyền lực. Cuộc đua từ giờ đến Đại hội 13 là thể xác định ai ở, ai đi, ai lên, ai xuống. Dù là quay trở về với tứ trụ hay là tiếp tục duy trì tam trụ, thì dàn lãnh đạo vào năm tới sẽ bận rộn với giải quyết hậu quả của năm 2020 do đại dịch virus Vũ Hán khởi phát từ Trung Quốc gây ra. Tổng sản phẩm trong nước chỉ tăng 3,82% trong quý đầu tiên, kém xa tốc độ 6,97 trong tháng 10 và 12. Các dự báo mới nhất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế vào ngày 14 tháng 4 năm 2020 cho thấy kinh tế sẽ chỉ tăng 2,7% hay thậm chí là tăng trưởng âm trong năm 2020 này. Và trong lĩnh vực đối ngoại, với vai trò Chủ tịch Hiệp hội các nước Đông Nam Á năm nay, Việt Nam đã phải hoãn hội nghị thượng đỉnh tại Đà Nẵng cho đến ít nhất là cuối tháng 6. Hà Nội đã mong muốn thúc đẩy hợp tác ASEAN như một bước đệm chống lại Trung Quốc và thúc đẩy nền kinh tế đầy triển vọng của ASEAN trên trường quốc tế. Nhưng những mục tiêu này đã đều bị trì hoãn lại vì đại dịch. Cuộc chạy đua cho Đại hội 13 đang bước vào hồi gay cấn. Bài viết có tựa một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội 13 của Đảng của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được đăng trên truyền thông tại Việt Nam hôm 26 tháng 4 vừa qua đã cho thấy tầm nhìn rất cộng sản của người lãnh đạo. Một trong những điểm cốt yếu xuyên suốt trong bài viết trên là công tác cán bộ của Đảng gắn liền với chế độ. Đối với Đại hội 13 được xác định là nhiệm vụ then chốt của then chốt có liên quan đến sự sống còn của Đảng và vận mệnh của chế độ, sự phát triển vững mạnh của đất nước. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa 13 theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là phải vừa có đức vừa có tài, trong đó đức là gốc, và ông mượn câu thơ trong truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài, để nói về điều này. Qua đó, đủ để hiểu nhân sự cấp cao của Việt Nam trong đại hội tới với mục đích cao cả là nhằm duy trì chế độ, và như thế, chế độ sẽ duy trì bằng cái đức của một người cộng sản với tư duy tham nhũng lạc hậu và đầy đau khổ. Tương lai cho Việt Nam dân chủ và tự do sẽ vẫn còn nhiều chông gai.
Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.